Cửa hàng Audio Minh Nguyễn xin kính chào các khách trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2021. Video này thì em cũng sẽ làm để em mở nội thất cho các bác với cả súp hơi bát 40 thương hiệu của Vina. Đấy, một thương hiệu rất là nổi tiếng của hãng Vina, cũng như là dòng vang X5 thương hiệu Vina cũng vậy nha các bác nhá. Một dòng này nó là có thương hiệu rất nổi tiếng từ trước đến giờ rồi. Thì cái đây là cái từ bát của nó các bác nhá. Đây là cái từ bát. Từ bát con này còn rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Đây là cái côn của nó. Côn rốn này rất là sâu, rất là sâu, và cái màng nhện của nó, cái màng loa nó rất là sần sùi, tạo cái độ tiếng bát ấm, tiếng sâu. Đấy. Có cái độ hay. Nhưng cái con bát này em thử cho bác cái chất âm của nó thôi, thì do là dòng súp hầm cho con nhá. Đây là em đang phải để cái này để em quay cái thông tin ở thông số đằng sau kia của nó được. Đây là cái hầm của nó. Đấy. Hầm của nó rất là sâu luôn. Đấy, giống như là ma trận ở bên trong nha các bác nhá. Đấy, trông như ma trận luôn. Đấy. Con này nó đánh sẽ dội xuống dưới. Đấy. Còn rất là đẹp, rất chắc chắn các bác nhá, thùng rất là chắc chắn. Đấy. Con này thì nó là từ 19 côn 76, từ 19 côn 76. Đấy. Và đây cái công suất của nó, sau công suất của này rất là khủng. Công suất con này nó chạy nguồn xuyến mà nguồn nó to như nguồn thùng vải luôn. Và con này nó chạy là 6 sò san ken 2 vít nha các bác nhá. Đấy, các bác nhìn nhá, sò san ken 2 vít. Đấy. Sò rất là to luôn. Đấy, các bác nhìn chưa? Dòng sò san ken loại to đấy, dòng 2 vít to đấy. Đấy. 6 sò, những cái con sò san ken này tiếng rất là hay. Và mã của nó ở đây nó dập luôn trên bên, nó là LF3000. Đấy, LF3000. Và con này nó chạy là 4 tụ 100V nha các bác nhá. 4 tụ 100V. Đấy. Đấy các bác, là hàng xịn sò, cả những cái này các bác nhìn nó có chữ là dập chìm, chữ KB ở đây này. Đấy, cả những cái vị chít áp của nó này. Đây là cái thông số đằng sau của nó. Thông số đằng sau em quay cái trước rồi. Đây em sẽ quay lại cho các bác. Đây. Vina LF3000. Đấy. Con này công suất là 500W, trở kháng 8 ohm. Đánh giải từ 15 đến 8180Hz. Đấy. Mà đánh rất là sâu luôn, rất là dã man. Đấy. Đấy, các bác nhìn đẹp chưa? Đấy. Dòng này thì các bác nào mà ưa bạo lực thì các bác chơi những cái dòng này thì quá là đẳng cấp rồi. Đấy, vì con này nó đánh tiếng rất là khỏe. Và tiếng của nó rất là sâu. Sâu nhưng mà nó ấm tiếng. À. Con này thùng của nó nặng dã man luôn các bác nhá. Con này thùng nó nặng, nó rơi vào tầm độ 80-90 cân. Đấy. 80-90 cân một thùng. Đấy, em quay chi tiết cho bác này. Đấy, rất là đẹp luôn. Tụ phẳng lê. Đấy, tản nhiệt nó to đùng luôn. Và tất cả những cái bát của nó đều bắt bằng cái vít này nha các bác nhá. Đấy. Đấy. Bát của nó đều bằng vít hoa thị hết. Đấy. Đều vít hoa thị hết. Vít của nó rất là xịn luôn. Đấy, thì cái quả này thì em báo giá cho bác rồi. 6 triệu 800 nghìn. Và quả này thì nói thật các bác là cũng bao cho bác bao hay hơn cả súp B3 và 3G nha các bác nhá. Đấy, bao hay, bao sâu, tiếng sâu ấm. Đấy, cái này các bác nào mà chơi phòng tầm độ 50m. Đấy, bao cho bác phòng 50m luôn. Con này nó đánh súp hầm, đánh giải nó rất là rộng, giải rất là rộng luôn. Đấy. Đây là cái mặt lưới của nó. Mặt lưới A căng này còn rất là đẹp. Đấy, mặt lưới A căng này. Vina. Đấy.
Số lượng về có duy nhất một quả nha các bác nhá. Dòng này nó không có nhiều, nó rất là hiếm. Vì nó là dòng tiếng hay. Đấy, nên là nó sản xuất nó có số lượng, nó không kiểu như tràn lan trên thị trường được. Đấy, duy nhất thôi. Tất cả hàng em cam kết cho các bác bao zin. Bao zin cho các bác nhá. Đấy, bao zin. Bao zin bao hay. Đấy thì thôi, cái video này thì em cũng xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm và ghé qua kênh Auto Bình Nguyễn. Và các bác nào có nhu cầu lên hàng thì cứ điện thoại trực tiếp vào số điện thoại của em ở đây 0985778338 và 0937343456. Em ở số 89 ở Hòa Mỹ, Phú Quyền, Hải Phòng. Sau đây em xin chân thành và cảm ơn các bác, và xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.